Trong bài này, ta nhịp phách thứ nhất vào nốt đen, phách thứ hai nhịp vào dấu chấm vôi và nốt mi đơn này giơ chân lên, rồi phách thứ ba nhịp xuống nốt pha. Bây giờ thầy sẽ đánh mẫu. Mi 2, 3, 4, Rê nhịp mi pha, Rê mi 2, 3, 4, Rê nhịp mi pha, Bây giờ thầy sẽ đánh trầm bài này. Mi 2 3 4 Rê nhịp mi pha, Rê mi 2 3 4 Rê nhịp mi pha, Rê đô Rê mi đô Rê nhịp mi pha, Rê bây giờ thầy sẽ biểu diễn hoàn chỉnh.